Vâng, sau đây em chính giới thiệu và quay chi tiết con Omly Edict 838 cho các bác cùng xem. Con này là hàng nồi của Mỹ các bác, điện 120V nhé. Các bác thấy đồ đẹp nhé. Đây là những sản phẩm tuyển chọn kỹ lưỡng về những model này là rất là hay nha các bác. Nó bên dòng Builder thì 838 rất là hay. 838 nó có đàn anh là 939 và 949. Trong cái tầm tiền thì hiện tại như con này em đang nhập về với giá rất là tốt. Năm trước con này trước là em giao là 13 triệu nha các bác, có được 13 triệu năm. Đợt này về được hai con. Thì con này là con hàng nồi của Mỹ, điện 120V. Còn cái con phía trước các bác đang hát, nó đang hát kia thì con nó là hàng xuất 4 nguồn điện nha. Tất cả từ Mỹ về. Các bác lựa chọn em nào thì cứ alo cho em, đồng giá là 12 triệu 500 ngàn, đã bao gồm phí ship nha. Tầm tiền này con này rất là đáng chơi, nó đánh được rất là nhiều loa bác. Các bác chơi có thể dùng loa Sharkwin Bass 40, trở lại những dòng loa Nhật, Mỹ, Âu không bác, đều đánh rất là tốt, lực đánh khá tốt. Em nó trang bị tới 3 cầu loa nha các bác, 3 cầu loa thì các bác lực đánh nó thế nào, chạy sò sách 250W và công suất mát lên tới 380W nha các bác. Đây là volume tổng của nó, low net và có công nghệ Dolby NR. Các bác có thể cắm vào đường này để tích hợp mình xài được cái cầu mạch Dolby NR này, âm thanh sẽ được cải tiến hơn nhờ cái mạch này. Như con kia em đang cắm em dập xuống đó, chỉ cần mình cắm vào đường này và dập xuống, tí nữa em sẽ chỉ cho các bác nha. Đây là phần chỉnh bass chép này và cân bằng giữa gia tầng hay là chọn cổng này, AUX, phono vân vân. Nếu chúng ta kém AUX thì không còn AUX, còn không kém AUX thì ta kém đường này, ta giật này xuống nha. Còn cầu loa thì chơi một lần hai cầu nha các bác, chứ không ba cầu nó không chịu đâu, nó chỉ chơi hai cầu thôi, cứ AC hoặc là AB. Nói chung là mình chẳng như là nó tắt luôn, nó không có cho, không có hát được. Chỉ một lần hai cầu nữa chúng ta hát, một lần có thể đánh được hai cầu loa, có nghĩa là đánh hai cặp loa hoặc là chơi một cầu loa, vân vân. Rồi em rút điện và quay chi tiết xung quanh rồi mới ru gan thì các bác cùng xem. Các bác nào lấy em này thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Em ra hàng đồng nơi, các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Vâng, và đây là phía trên nắp của sản phẩm, rất là đẹp nha các bác. Góc cạnh đẹp tuyệt vời nha, đây là ấy, bên hông này. Đấy, góc cạnh nha. Ở đây là phía sau của em nó, mời các bác cùng chiêm ngưỡng luôn. Đây, phía sau của em nó đây. Rất là mới nha các bác. Đây là cần anten để chúng ta nghe đài. Đây là những kết nối đường tiêu vào AUX, phono. Đây là cái cổng Dolby NR, chúng ta cắm vào đường này nếu tích hợp chơi mạch này. Điện 120V nha các bác. Đây là ba cầu loa. Đây các bác thấy đồ mới của sản phẩm nha. Rồi, em sẽ mở bên trong để các bác cùng chiêm ngưỡng. Vâng, đây là rủ gam bên trong của sản phẩm. Em nói đây là 4 sò xét Toshiba chữ đỏ nha các bác. Đó, nguồn 3 tổ lục nguồn nha các bác. Đây, sexy là rất là đẹp nha. Tất cả là nguyên sinh hết nha các bác. Các bác thấy bộ sò mộc mạc không? Sò Toshiba chữ đỏ nhé. Đây là phần sườn, series sườn là 020564 hay 564 nha các bác. Con này điện 120V, hàng Mỹ, các bác thích xài điện Mỹ thì các bác chọn con này nha. Rồi, các bác lấy liên hệ cho em nha. Mày rất là đẹp và rất là mới, 12 triệu 500 ngàn. Các bác sở hữu nghe cho em một con Builder Edict 838, công suất khỏe, tiếng hay, tích hợp mạch Dolby NR, cải thiện âm thanh qua mạch này rất là tốt nha các bác. Rồi, liên hệ cho em qua hai số điện thoại này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.